Này bác, sao cứ lờ già lờ giờ như cá cờ phải gió thế? Đang buồn đây cô Hến ơi. Buồn làm chi anh ơi, lá xanh rồi cũng phai màu. Thôi thôi, Hến đừng làm nhiễm trùng nền âm nhạc nữa. Thế bác làm sao? Tụt hết nỗi niềm ra em xem nào. Chả làng tôi có quen con đào, ở trên Facebook nhìn cũng hao hao Thúy Kiều, gặp thì nhìn như con tiểu yêu, mồm rộng mắt xếch đủ điều xấu xa. Bác cứ ham hố mắt xanh mỏ đỏ, da trắng ngực to, chân dài tới đít làm gì mà còn kêu ca. Thì đẹp ai chẳng thích, mà không hiểu tại sao con bé đấy nó xấu như ma cấu mà lên ảnh lại xinh lung linh thế nhỉ. Thời đại công nghệ mà bác, nhìn như con cáo trong rừng chỉ trong chớp mắt là tưng bừng xinh tươi, kể cả là có giống đười ươi, một vài thủ thuật nụ cười cũng như tiên. Chết thật, thời buổi bây giờ thật giả lẫn lộn hết cả, chẳng biết đằng nào mà lần. Bác ơi, ham hố gì vẻ đẹp bề ngoài, thời gian rồi sẽ phôi phai thôi mà. Con người đáng quý ở cái nết na, biết trên biết dưới mới là đáng yêu.